Còn tôi đấy, cái điện thoại còn mãi đây. Còn một điểm. Ra ngoài bánh rồi. Đâu mà? Ra rồi. Chưa. Trọng tài rồi, anh em phải cãi. Cấm cãi trọng tài. Trọng tài có đéo sợ chính lượng này. Mẹ ta chú ý nhá. Chết đi, chết đi. Ra ngoài, hai điểm. Thế bị cứu hộ gì nữa? Thế cứu hộ rồi, bị cứu hộ rồi. Khi nào chủ xe nó đồng ý chứ. Có yêu cầu cứu hộ đéo đâu. Đấy thì mẹ thế ông. Chết chim lợn rồi. Tao bê lại bây giờ rồi đấy nhá. Đánh hết ra. Ra ngoài nữa. 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 Mày đánh nhau đi nhá. Đánh nhau. Xa hết bên kia đi. Tôi đi xuống rồi. Nếu mà ăn giải 3 tỷ thì nhớ là chia cho anh em 1 phần 10 nhá. Đấy nhá, sang đường Bạch Đinh nhá. Cố lên. Đi nào đây, đi nào đây. Đi thẳng đi. Đi đây, đi từ cả đêm hôm qua rồi. Đấy, đấy, đấy. Chưa đéo đâu mày, giờ hơi à. Cứ bắt ra ngoài đi đéo đây sao bọn này. Sao chúng mày cứ bắt ra ngoài đây hả? Chim lợn nó phải kêu chứ. Anh có qua được không? Qua được rồi, 3 điểm. Cứu không? 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 Vừa chậm thời gian vừa mới dừng chưa điểm. Anh đi chậm thời gian mẹ anh. Anh cần 15 phút rồi, cần đéo rồi. Cứu mẹ luôn đi. Bỏ tay ra thì mẹ anh. Cứu mẹ luôn đi. Thành ra thì thành ra đi mà. Đi ra ra ra. Vào cua đá đánh đít phăng đít đi. Nhanh. Mất lái thì phải đừng nói nhiều. Nhanh lùi tiếp ra bánh tiếp. Hơn 3 phút rồi, không biết. Đừng nói nhiều kệ mẹ nó 3 phút. Cứu không? Đéo cái gì đây rồi? 3 điểm nữa. Ba cơ thì mình vào lắm đấy. Không cãi. 3 điểm nữa. Không cãi. Mất giây nhá. Nhanh cầu đâu? Chuẩn bị. Ăn giải 300 triệu đâu phải dễ. Dạ, lái như thằng say rượu ấy. Trước khi đi thì anh uống rượu không ạ? Uống từ hôm kia rồi. Say cả đêm quay, mẹ có ngủ đéo đâu. Toàn chồng trách cho con. Đổ. Ai chiến vũ kiếm luôn nhá. Ban trọng tài hết chỗ này. Ai nhìn đây, nhìn đây. Đúng rồi. Có cướp đi đấy, chỗ này thì mẹ đéo được công điểm này. Ai chiến cộng? Mế xe là xuống mế xe đi. Ông Hoan đi kìa. Xuống ông xe. 5 lít qua cầu kìa. 5 lít này. 5 lít này. 5 lít qua cầu kìa. Qua được cầu là 5 lít kìa. Thằng nào mất 5 lít với tao đây. Yeah. Ông nào đó tôi không qua chỗ này không. Làm cơm. Rồi. Được. Anh lên kìa. Tôi chết rồi, sao giờ mình cứ bấm máy lại nhỉ? Không có gì cả. Cháu nhìn thấy gì cả? Không có. Cháu thấy cái anh ơi. Quay hộ ông à? Anh chưa. Quay đi anh, quay anh con anh làm sao được giờ? Yên tâm. Đéo cầm có người bẻ đi. Đi anh, bên đây anh. 3 điểm nhé, 6 điểm. Chết mẹ nó cầu. Bên đây đi. Anh thắng nhá. Ô, mới nắng mỏng mẹ rồi. Được rồi. Được rồi, ba. Chưa? Anh bảo rồi, quên nhà. À đây, đâu, bên 5 tờ 7.